Vâng, xin chào các bác, các anh chị. Em Hoàng lại lên sóng buổi trưa giới thiệu một số đơn hàng còn lại với dòng kiếm thái ngày hôm nay và một số đơn tiên vũ hàng rừng thuần xanh sạch cho các bác tham khảo. Và địa chỉ em là xóm Chùa Thông, xã Đinh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Em dùng số điện thoại là 0345 495 222 và các bác kết bạn Zalo hoặc nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em có số điện thoại đấy. Và trưa ngày hôm nay xin chúc tất cả các bác, cô chú, anh chị cùng gia đình buổi trưa mát mẻ, an lành. Và sau đây em xin vào ba đơn còn lại của hàng kiếm thái dòng Ladyping hoa tại gốc các bác nhé. Và đơn số 1 của hàng của dòng Ladyping kiếm thái ngày hôm nay, buổi trưa ngày hôm nay là một thân Ladyping là hoa, mặt hoa đã được hơn 10 ngày các bác. Hoa này đã tàn rồi. Các bác sẽ mặt hoa này, các cánh hoa rất là vàng nhưng tàn nó hơi khó nhìn tí. Và cái lưỡi là xòe lưỡi. Lưỡi rất là đốm các bác nhá. Đây. Đấy. Và mặt hoa rất là vàng. Nó bị tàn nên các bác nhìn nó không được đẹp mắt. Và đơn số 1 của Ladyping ngày hôm nay, và đơn số 1 này có một cái lá hơi bị lỗi các bác nhá. Đấy, lá này bị lỗi nhưng mà các bác về làm giống thì cái này thì vô tư, lá rất dày này. Và xanh các bác nhá. Và đơn số 1 này thì là em ký hiệu là A1. Dòng Ladyping trưa nay thì em ký hiệu là A1. A1 là 1.500.000 cho đơn số 1. Và đơn số 2 cũng là một thân 5 bản lá. Rất khỏe. Đơn số 2 là 1.300.000 cho đơn số 2. Và sang đơn số 3, đơn thứ 3, đơn còn lại, đơn cuối cùng của trưa hôm nay là hai thân. Đây ạ, hai thân rất khỏe. Đây ạ. Thì có một cái thân bên này thì có một cái lá bên này thì nó bị quá trình vận chuyển nó bị hơi bị rách một tí lá. Và cái thân này cũng hơi bẹp bẹp cái lá cuối cùng này này, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến chất lượng cây. Các bác nhá. Và đơn số 3 đơn cuối cùng của dòng Ladyping kiếm thái ngày hôm nay là em để cho bác là 1.500.000. Đây ạ. Vâng. Và tiếp theo em cho các bác quay lại cho các bác là cái đơn hàng tiên vũ hàng rừng thuần xanh sạch. Thì em có cả cáo này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đơn. Em còn lại 7 đơn ngày hôm nay thì em xá hàng cho các bác, giảm giá cho các bác là cực kỳ là rẻ và đẹp. Và đi vào đơn số 1 của hàng tiên vũ ngày hôm nay, buổi trưa ngày hôm nay là một thân mẹ thân tư và một măng con. Đấy ạ. Hàng này em lựa chọn rất là kỹ các bác nhá. Hàng đảm bảo xanh sạch cho các bác. Và bản lá cũng rất là đẹp. Đấy ạ. Và đơn số 1 là 350.000 cho cái đơn số 1. Và hàng tiên vũ của trưa nay thì em ký hiệu D1 các bác nhá. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Cả cáo hôm nay có 7 đơn. D1 là 350.000, một thân mẹ là thân tư nhá. Và một mầm măng. Đấy. Và qua đơn số 2. Đơn số 2 là gồm thân mẹ và một thân con đây. Đấy. Đơn số 2 là 500.000 cho đơn số 2. Và đơn số 3. Đơn số 3 là một thân mẹ, nói chung là gọi là ba thân đi. Đấy, và thân đã lớn rồi nên là gọi là ba thân. Bản lá này là rơi vào hơn 5cm quá nhá. Đấy. Đấy. Một thân ạ, hai thân, ba thân. Đơn số 3 này là 600.000 cho cái đơn số 3 này. Nhưng ở đơn số 3 này thì có một cái lá này cũng hơi bị lỗi chứ quá này. Đấy. Hơi bị lỗi cái lá này. Còn lại tất cả các lá đều xanh và đẹp. Vâng, và 600.000 cho đơn số 3. Và đơn số 4. Đơn số 4 là một thân mẹ và một thân con. Đấy. Thân rất là to. Và như đơn số 4 này thì ở đơn số 4 này thì có hai cái lá do quá trình vận chuyển nên là em ảnh hưởng đến cái lá này bị rách một lá này. Và hai lá này thì nó bị rách. Cho các bác về sưu tầm làm giống và chơi thì đơn số 4 này tại vì bị lỗi mất hai lá nên là để các bác đơn số 4 là 400.000 cho đơn số 4 này.
thân cực kỳ là to nhá, có nhá, rất là có lực. 400k đơn số 4. Và sang đơn số 5. Đơn số 5 này thì bản lá cũng là đẹp. Nhưng mà cái đơn số 5 này thì em lại có một cái lá này nó cũng hơi bị dập một tí. Đấy. Đơn số 4 này. À, đơn số 5 này mà là một thân thân mẹ này, hai thân con. Đấy. Và đơn số 5 này là 400k cho cái đơn số 5 này. 400k, một thân mẹ hai thân con. Bản lá rất đẹp và chắc nhá các bác nhá. Và đơn số 6. Đơn số 6 là hai thân. Hai thân đấy ạ. Và một măng. Đấy. Đơn số 6. Không lỗi một lá nào bác, đơn số 6 này không lỗi một lá nào. Đơn số 6 này em để cho các bác là 500k. Một thân mẹ, một thân con và một măng. Và đơn cuối cùng của hàng Tiên Vũ rừng rừng thuần xanh sạch ngày hôm nay, buổi trưa ngày hôm nay, đơn số 7 là một thân mẹ và một măng. Đây. Đơn số 7 này thì không lỗi một cái lá nào từ chân đến đầu luôn, không lỗi một lá nào. Và đơn số 7, đơn cuối cùng là 350k cho các bác, cô chú anh chị sưu tầm về các anh chị chơi tham khảo. Vâng, và buổi trưa ngày hôm nay thì em có một số đơn hàng đấy giới thiệu đến các bác cô chú anh chị, thì mong các bác cô chú anh chị bớt chút thời gian qua ủng hộ kênh và xem video em để tham khảo một số mặt hàng ngày hôm nay. Thì là một lần nữa xin chúc tất cả các bác cô chú anh chị một buổi trưa an lành và mát mẻ. Và em Hoàng, số điện thoại là 0345 495 222. Em dùng Zalo, các bác có thể kết bạn Zalo, nhắn tin Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho em. Và em bán hàng trên hai kênh là kênh Lan Rừng Hồ Công và kênh Phong Lan Việt Nam. Mong các bác cô chú anh chị ủng hộ và mua hàng thật nhiều. Vâng. Em Hoàng một lần nữa xin chào tất cả các bác cô chú anh chị.